Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Bắc Bộ nắng sẽ khá gắt, nhiệt độ trưa chiều nay ở phía đông dao động ở mức từ 30 đến 33 độ, còn ở phía tây mức nhiệt là từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Bắc còn chạm ngưỡng 34 đến 37 độ. Trời nắng nóng. Dự báo là sang đến ngày mai cường độ nắng sẽ giảm hơn. Đến tối muộn ngày mai 22 tháng 4 thì một số tỉnh tiếp giáp với Việt Bắc bắt đầu có mưa rào và dông. Sau đó mưa có khả năng lan sang các vùng miền khác. Vùng núi phía Bắc sẽ là nơi có lượng mưa lớn hơn cả. Trên nền nhiệt cao sẵn thì bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật, tố lốc, thậm chí là mưa đá ở một số tỉnh. Và dự báo là mưa sẽ xảy ra tại Bắc Bộ liên tục từ 2 đến 3 ngày sau đó, đặc biệt là tại các khu vực như ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Phú Thọ. Được dự báo là sẽ có mưa nhiều ngày với lượng mưa khá lớn. Xuống đến Trung Bộ thì sự hoạt động mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây cũng mang đến nắng nóng cho khu vực này từ Thanh Hóa trở xuống cho đến Quảng Ngãi. Trong ngày hôm nay, với mức nhiệt từ 34 đến 37 độ, khu vực ven biển và Nam Bộ thấp hơn từ 31 đến 34 độ. Dự báo sang đến ngày mai thì cường độ nắng nóng sẽ có phần bớt gay gắt hơn và nhiệt độ trên toàn miền chỉ dao động từ 31 đến 34 độ. Vùng núi phía Bắc và Trung Bộ sẽ có nơi là 35 độ. Dự báo từ đêm mai, bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời sẽ chuyển mưa rào và dông. Vùng núi từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế có mưa dông trước tiên. Sang đến ngày 23 tháng 4 thì mưa sẽ lan dần xuống từ Đà Nẵng đến Bình Định. Nhìn chung đợt mưa này được dự báo là sẽ kéo dài nhưng với lượng mưa không quá lớn và Trung Bộ chỉ còn mưa rào rải rác với lượng nhỏ, không mưa quá to như ở Bắc Bộ. Nhiệt độ ở Trung Bộ cũng giảm khá nhiều, đặc biệt là tại khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế. Ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên, hai ngày tới nắng nhiều với nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao. Nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ tại Tây Nguyên với mức nhiệt từ 32 đến 35 độ, còn tại Nam Bộ từ 34 đến 37 độ, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông và cả miền Tây. Đến chiều tối mưa dông chỉ xuất hiện cục bộ, mặc dù vậy thì bà con cũng nên đề phòng khả năng xảy ra dông sét nguy hiểm. Dự báo là từ chiều tối và đêm ngày 24 tháng 4, hình thế thời tiết gây mưa có tác động đến một số tỉnh của Nam Bộ như là tại Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai hay là Phước Long, phần ráp danh với Campuchia và khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Trên biển, khu vực huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều có gió ở mức cấp 3, cấp 5 nên sóng thấp biển lặng, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Và đó là diễn biến thời tiết cũng như là nhiệt độ của các khu vực trên cả nước. Cuối bản tin, như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước cho đêm nay và ngày mai, 22 tháng 4 năm 2020. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Ở thủ đô Hà Nội, ngày có mây, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng các tỉnh ven biển từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 34 đến 37 độ, phía Nam từ 31 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Ở Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trên Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5.
Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên phạm vi cả nước từ đêm ngày 13 đến ngày 23 tháng 4 năm 2020. Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm ngày 15 đến ngày 17 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và đêm ngày 16, ngày 17 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu Tây Bắc từ ngày 19 có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 23, 24 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Phía Đông Bắc Bộ, từ đêm ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm ngày 17, ngày 20 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ khoảng chiều tối ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 23 tháng 4 trời sẽ chuyển lạnh. Khu vực Hà Nội từ đêm ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ khoảng chiều tối ngày 24 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 trời chuyển lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng ngày 18 có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung trong 2 ngày 23 và 24, sau đó mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm ngày 15 đến ngày 23 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng từ ngày 19 đến ngày 22, phía Bắc ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày 24 và ngày 25, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực Tây Nguyên, từ đêm 15 đến ngày 17 tháng 4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ở khu vực Nam Bộ, từ đêm 15 đến ngày 17 tháng 4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.